Hà Nội, bệnh viện 108 thêm 2 nhân viên nhiễm SARS-CoV-2. Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội. 4 tỉnh thành miền Tây ghi nhận hàng loạt ca COVID-19 ngoài cộng đồng. Xuất hiện chùm 15 ca bệnh, Bắc Giang khẩn cấp thiết lập các biện pháp chống dịch. Bình Dương lên phương án kiểm soát nếu dịch COVID-19 bùng phát lại. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Sáng ngày 27 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2. Cả hai là nữ được cách ly từ trước tại khu vực cách ly tập trung của Bệnh viện 108 từ ngày 20 tháng 10. Bệnh nhân đầu tiên là chị PTCL, cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên anh PDT, nhân viên hành chính, được phát hiện vào ngày 20 tháng 10, địa chỉ tại phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20 tháng 10, chị L xét nghiệm PCR lần 1 âm tính, ngày 25 tháng 10, xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ hai là chị NTT, cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên, địa chỉ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân xét nghiệm PCR lần 1 âm tính, ngày 25 tháng 10 xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, hiện Bệnh viện 108 ghi nhận 5 ca bệnh là nhân viên, trong đó 4 trường hợp được cách ly từ trước. Đại diện Bệnh viện 108 cho biết, ngay sau khi phát hiện các trường hợp ca bệnh, đơn vị khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp F1 liên quan tới các F0 trên và tổ chức xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. Cùng với đó, bệnh viện nhanh chóng phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển các cá nhân có liên quan đến nơi theo dõi và điều trị COVID-19 riêng. Đồng thời, bệnh viện cũng báo cáo các ca bệnh với Cục Quân y, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội và địa phương để phong tỏa, cách ly, truy vết tại nơi cư trú. Bệnh viện 108 hiện đã phong tỏa nơi làm việc của trường hợp và lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ nhân viên, người bệnh nội trú, người nhà bệnh nhân. Từ ngày 23 tháng 10 đến nay, bệnh viện lấy 5.131 mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính SARS-CoV-2. CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 tại huyện Mê Linh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người đến đám hiếu cụ Nguyễn Thị Di ở thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh các ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021 và đến đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị cùng ở thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021. Người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế xã Tiến Thắng 0387753446, trung tâm y tế huyện Mê Linh 0738829888, 0243818 1971, CDC Hà Nội 0969082115, 0949396115 để được tư vấn và hướng dẫn. Do xuất hiện thêm nhiều ca COVID-19 nên Hậu Giang thiết lập 4 vùng cách ly y tế, còn Cần Thơ phong tỏa một con hẻm. Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 242 trường hợp mắc COVID-19, trong đó chuỗi lây nhiễm tại công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo và xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở thị xã Giá Rai ghi nhận thêm 58 ca, 54 trường hợp ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, 22 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố không có khả năng lây lan ngoài cộng đồng do đã được cách ly từ trước. Các trường hợp còn lại có khả năng lây lan cộng đồng vì trước khi có kết quả dương tính, họ đã tiếp xúc rất nhiều người. Sóc Trăng, theo thông cáo báo chí của Sở Y tế tỉnh, thêm 151 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vừa được phát hiện vào ngày 26 tháng 10. Địa phương có nhiều ca mắc nhất là huyện Trần Đề 81 ca, Kế Sách 30 ca, Châu Thành 17 ca. Số ca cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở tỉnh Sóc Trăng là 4.655 trường hợp. Hậu Giang, từ ngày 1 cho đến ngày 26 tháng 10, tỉnh ghi nhận 14 ổ dịch trong cộng đồng với 158 ca mắc COVID-19, trong đó 84 trường hợp F0 trong cộng đồng và 74 trường hợp F1 chuyển thành F0. Trong ngày 26 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định thiết lập 4 vùng cách ly y tế, gồm 2 vùng tại ấp Tân An và ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, 2 vùng tại ấp 5 và ấp 12, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Thành phố Cần Thơ, thêm 128 ca mắc mới ghi nhận trong cộng đồng. Trong đó, số ca tại nhà máy chế biến thủy sản cá Việt Nam ở khu công nghiệp Thốt Nốt tiếp tục tăng lên. Tại hẻm 125 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, ngành chức năng đã tổ chức phong tỏa sau khi ghi nhận nhiều F0.
Sau khi xuất hiện chùm 15 ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Bắc Giang khẩn cấp chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch. Sáng ngày 27 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, trên địa bàn huyện Việt Yên ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 2 xã Thượng Lan. Nguồn lây được xác định do tiếp xúc với trường hợp F0 là NTT, trú tại tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về Việt Yên ngày 17 tháng 10 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25 tháng 10, và NTK, sinh năm 1985, và con là NTT, sinh năm 2017, cùng ở thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc mới trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch, kích hoạt các biện pháp chống dịch tại xã Thượng Lan và các địa bàn liên quan của huyện Việt Yên. Nhận định đây là điểm dịch phức tạp, tỉnh Bắc Giang quyết định tạm dừng hoạt động của Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lan và phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Thượng Lan, cách ly nghiêm ngặt thôn Hạ. Ngừng các hoạt động kinh doanh, tụ tập, giao lưu trên địa bàn toàn bộ xã Thượng Lan. Người dân thôn Hạ được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chí, nhà nào ở yên nhà đó. Đồng thời, chính quyền sở tại yêu cầu công dân, người lao động ở xã Thượng Lan tạm thời nghỉ việc ở nhà chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, lực lượng y tế, công an, quân sự được yêu cầu hỗ trợ huyện Việt Yên triển khai thần tốc công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các trường hợp F0 nêu trên và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn xã Thượng Lan ngay trong đêm 26 tháng 10. Đến 6 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, tại ổ dịch tại xã Thượng Lan ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 3 mẫu gộp dương tính đang chờ giải mẫu gộp. Ngành chức năng đã xác định được 166 trường hợp F1 và 274 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch và tổ chức lấy mẫu 14.450 người, trong đó huyện Việt Yên là 13.331 người, gồm các trường hợp F1, người dân xã Thượng Lan và học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 2 xã Tự Lạn. Hiện đã có kết quả 5.531 mẫu, 15 mẫu đơn dương tính và 3 mẫu gộp dương tính, còn 6.500 mẫu đang chờ kết quả. Bình Dương thành lập trạm y tế lưu động tăng cường nhân lực y tế, đầu tư cơ sở vật chất tại các bệnh viện tầng 1, 2, 3 là phương án chuẩn bị nếu dịch bùng phát lại. Bình Dương đã trải qua gần 4 tháng ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn và nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Từ ngày 20 tháng 9, tỉnh từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục kinh tế và thích ứng an toàn với COVID-19. Với số ca nhiễm vẫn ở mức cao, việc nới lỏng giãn cách xã hội khiến cho nhiều người lo lắng về nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Ngày 27 tháng 10, trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, khi Bình Dương mở lại các dịch vụ, tỉnh đã lường trước tình huống có thể dịch sẽ bùng phát trở lại. Theo ông Trương, trường hợp dịch bùng lên từ Bình Dương cũng có những tia hy vọng như tỷ lệ tiêm vaccine ở địa phương này rất cao. Hiện tỉnh đã phủ vaccine mũi 1 cho 100% dân số trên 18 tuổi, vaccine mũi 2 đạt 70% và sẽ hoàn thành khi tỉnh được Bộ Y tế phân bổ kịp thời vaccine thời gian tới. Sau khi người dân được tiêm vaccine thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm 80%. Ông Trương nói và nhận định khi người dân tập trung ở những nơi đông người như nhà trọ, công ty hoặc quán ăn, nhà hàng thì dịch vẫn có thể lây lan cho nhiều người. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, nếu lây nhiễm thì đa số sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, rất ít trường hợp có triệu chứng nặng phải nằm viện. Về chiến lược sống chung, thích ứng an toàn với COVID-19 ở Bình Dương, theo ông Trương, ngoài biện pháp cách ly, truy vết như trước đây, Bình Dương tập trung chủ yếu vào vấn đề điều trị, đặc biệt là điều trị từ tuyến cơ sở. Cụ thể, tỉnh sẽ thành lập thêm những trạm y tế lưu động tăng cường y tế bệnh viện tầng 1, tầng 2 ở tất cả các huyện thị, đầu tư cơ sở vật chất để điều trị tốt bệnh nhân tầng 3 nhằm hạn chế tử vong. Người đứng đầu ngành y tế Bình Dương cho biết nếu dịch bùng phát trở lại, tỉnh sẽ không thành lập các bệnh viện dã chiến quy mô như trước nữa. Thay vào đó, Bình Dương sẽ cho bệnh nhân cách ly tại nhà, các bệnh nhân có triệu chứng sẽ được điều trị tại bệnh viện. Hiện Bình Dương đã chuẩn bị sẵn cơ sở y tế tại các bệnh viện, hệ thống bệnh viện tầng 2 ở các tuyến huyện. Nếu có bệnh nhân nặng, ngành y tế sẽ sắp xếp chỗ để điều trị, không bối rối và bị động như đợt dịch vừa qua, ông Trương nói. Về năng lực y tế ở địa phương, theo ông Trương, Bình Dương đã tăng cường tập huấn cho các bác sĩ điều dưỡng nhằm tăng cường nhân lực trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời đẩy mạnh việc thành lập các trạm y tế lưu động trên toàn tỉnh. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản hòa tốc hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 21 tháng 10, tỉnh này không có xã thuộc nguy cơ cấp độ 4 vùng đỏ, tỉnh ở cấp độ 2 vùng vàng. Do đó, Bình Dương cho phép nhà hàng, quán ăn được hoạt động tại chỗ ở các vùng có cấp độ 1, 2 và 3. Riêng đối với vùng cấp độ 4, vùng đỏ chỉ được bán mang đi.
tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, hoạt động bán vé số dạo, hàng rong được hoạt động ở vùng 1 và 2, dịch vụ karaoke, massage được hoạt động lại có điều kiện. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.